Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là những người tính tình ngay thẳng, có nội tâm phong phú, chân thành và tình cảm. Họ là người nhiệt tình, có tài có trí nhưng lắm thăng trầm, lên voi xuống cún. Dùng cả thân mình để bảo vệ người thân, người đời có thể phụ Kỷ Tỵ nhưng Kỷ Tỵ lại không thể phụ người. Vì thế họ hết mình vì người khác nhưng nhận lại là sự hụt hẫng không tên. Họ ít được thấu hiểu mà hay bị hiểu nhầm, có lối sống thanh cao, sướng khổ mình làm mình chịu, không vì ai mà quỵ lụy van xin.